Hello mọi người. Trước hết là anh Ba rất cảm ơn mọi người đã like và chia sẻ những cái video về tử vi phong thủy của anh Ba chia sẻ trên YouTube, và hơn nữa là mọi người rất là mạnh tay bấm vào nút theo dõi, đăng ký kênh, và đó là một động lực để anh Ba tiếp tục làm thật nhiều cái video về tử vi phong thủy mà chia sẻ với mọi người. Nếu như ai cảm thấy hay ở những video anh làm tiếp thì mọi người hãy tiếp tục share, like và đăng ký theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay anh Ba sẽ làm một cái video clip, đó là vận hạn của 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 của tuổi Giáp Dần 1974. Thì sắp tới anh sẽ làm liên tục một ngày 2-3 clip, 2-3 video về những cái tuổi này. Thì 6 tháng cuối năm thì không phải cần nghiên cứu nhiều, chỉ cần coi vận hạn mệnh như thế nào kết hợp với tuổi là mình sẽ tính toán ra, cho nên anh sẽ làm nhanh. Thì trước hết là tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh là đại khê thủy. Năm nay thì còn dướng tam tai chung với Dần Ngọ Tuất, thì năm nay là tam tai thứ hai của tuổi Dần, và dướng vào Kim Lâu, thì cho nên là không có thể nào mà nam nữ tuổi này thì tốt nhất là không nên xây dựng nhà cửa vào năm này. Thì đầu tiên hết là xét can chi năm sinh của tuổi Giáp Dần. Thì chữ giáp của trong Giáp Dần là có là hành mộc ha. Dần thì cũng mang hành mộc, cho nên là can với lại chi là cùng mang hành mộc, cho nên là can chi cùng hàng. Thì những người mà can chi cùng hàng thì là những người thường rất là có năng lực về làm ăn, về cuộc sống, nhưng có thực tài và sẽ có thành công. Nhưng mà những cái sự thành công mà của họ có đều là nội tại từ bản thân họ làm ra, chứ họ không nhờ người khác được. Tức là những người thân trong gia đình, họ cứ nhờ vả người thân trong gia đình, họ phải tự lực cánh sinh. Và thường thì những người mà tuổi Giáp Dần nam ở tuổi này thường thì đã thành công rất là lớn rồi, có nhiều cái thành công rồi, nhưng mà họ phải trải qua thăng trầm để có được thành công. Cho những tới những cái tháng này thì họ đã có thành công ha. Giáp Dần thì có mệnh là đại khê thủy, nhưng mà họ là đại khê thủy dương, cho nên là tuổi Giáp Dần còn có gọi là tuổi dương. Những người mà sinh tháng 1, 3, 5, 7, tức là tháng dương, trong đó có tháng Dần, thì họ là những người âm dương thuận lý. Còn những người mà cái 2, 4, 6 thì những người đó là sinh tháng âm, tháng âm thì gọi là âm dương không thuận lý. Mà những người mà thuộc âm dương thuận lý thì là một điểm rất là lợi cho tìm bản thân họ đã là thuận về mạng rồi. Thì những người này là thông thường là có cuộc sống ít gặp trắc trở, và nếu mà khi gặp khó khăn thì cũng dễ dàng vượt qua được, gặp được cái sự may mắn, gặp được một cái chuyển vận. Tức là gần cuối cùng họ tưởng là họ sẽ không còn gì hết, thì họ sẽ gặp được cái sự may mắn, họ vượt qua. Đó là những cái người mà sinh tháng 1, 3, 5, 7. Còn những người mà sinh tháng 2, 4, 6 thì họ không được may mắn như vậy. Tất cả mọi thứ thì họ phải tự làm, và nói chung là ít gặp may mắn hơn những cái người của tuổi sinh vào 1, 3, 5, 7, những số lẻ ha. Rồi, xét tương quan ngũ hành, tức là bản mệnh của họ với lại nạp âm ngũ hành. Ví dụ như là nam của tuổi này là có mệnh đại khê thủy dương, nhưng mà có cung ly, nằm trong cung ly và hành hỏa. Thì mà thủy thì khắc hỏa, thì rõ ràng là bản mệnh đang khắc nạp âm ngũ hành, gốc khắc ngọ. Thường những người này thì không may mắn trong chuyện tình cảm gia đình. Cuộc sống muốn giàu sang thì phải đôi ba lần làm ăn lại. Từ nam mà tuổi này thì như đã nói trên, họ được có sự may mắn ở cái chuyện này thì họ sẽ mất đi những cái chuyện ở chuyện khác. Nhưng do nắm chữ Giáp đứng đầu tiên trong thiên can. Vốn dĩ là rất ít người tuổi này là họ té xuống, họ không đứng lên được, họ người đứng đầu mà họ luôn có cái nỗ lực của bản thân mình, đó là rất là tốt cho cái việc của họ. Và như đã nói thì những người ở tuổi này đến thời điểm này, đến năm Đinh Dậu 2017 thì 100 người có chừng 5 người là không có gia sản, không có đất đai được thôi. Còn những người này thì đa phần là có một cái cơ ngơi hết rồi, phần lớn nha. Tại vì những người này là những người rất là ok. Còn những cái người mà sinh vào ngày quá xấu thì mình không dám nói, nhưng mà những cái người mà sinh bình thường thì mình thấy đa phần mình biết rất là nhiều người tuổi Giáp Dần mà thấy là đúng là như vậy. Những người tuổi Giáp Dần này nếu mà nói 10 người, 6 người có trong tay vài tỷ, 5-7 tỷ. Rồi còn nữ của tuổi Giáp Dần thì thuộc cung Càn hành Kim, mà Kim thì sinh Thủy, là âm ngũ hành sinh bản mệnh, là một trong những điều tốt đẹp cho cuộc sống sau này. Họ sẽ được hưởng phước con cái nè, rồi hưởng phước của những cái việc làm từ ở tiền vận. Tức là ở người tuổi Giáp Dần, nữ tuổi Giáp Dần thường là họ có tấm lòng nhân hậu, hay làm việc thiện, việc phước, cho nên là hậu vận họ sẽ được hưởng những cái như thế. Tuy là số người cơ cực nhưng vận hậu sẽ được hưởng phước báo gây dựng từ tiền vận. Cho nên là tuổi Giáp Dần nữ, nếu như xét về nạp âm ngũ hành với bản mệnh thì nữ tốt hơn nam. Thì nữ tốt hơn nam là cái việc hưởng phước về sau rồi thì tốt trong chuyện gia đình. Giáp Dần thì ít, Giáp Dần nữ thì ít chia ly hơn là nam. Nam Giáp Dần rất hay chia ly. Nam Giáp, người ta gọi là nam Giáp Dần là lận đận tình duyên. Nữ Mậu Ngọ trưng chuyên vợ chồng thì nam Giáp Dần này trung lận đận tình duyên, yêu thì đôi năm ba lần rồi mới được cưới. Còn nếu như mà yêu một lần cưới thì sẽ gãy, nó khó như vậy. Đó là những lực đó chung của sơ về cái bản mệnh để mình gắn kết nó với cái 6 tháng cuối năm này nó như thế nào. Thì 6 tháng cuối năm này thì luận chung thì 6 tháng cuối năm này của nam thì như từ đầu năm thì mọi người cũng biết rồi, nam tuổi Giáp Dần năm nay là 6 thái âm, sao chủ sự tội nguyện về danh lợi hỷ sự, một trong những sao tốt. Sẽ đạt được nhiều thành công về tiền bạc trong năm nay, cũng như công việc hanh thông. Nhưng mà hạn năm nay là hạn Diêm Vương, là sao xấu chủ về ốm đau bệnh tật, tai nạn, nhưng lại tốt đối với lại việc làm ăn. Thì vận niên là hầu thực quả, tức là kỹ ăn trái cây thì quá tốt. Mạng thủy thì gặp năm hỏa là tương khắc xấu, đại phê thủy thì gặp năm nay năm hỏa thì cũng là thủy khắc hỏa, là năm khắc xấu. Địa chi Dần gặp năm Dậu là tứ tuyệt Dần, là tứ tuyệt, cho nên chủ về sự khó khăn và chia ly trong tình cảm gia đình, gây gỗ trong chuyện tình cảm gia đình này kia. Thiên can Giáp gặp năm Đinh là sinh xuất, chủ về tốn tiền, hao cổ. Thì chiếu theo mà vận hạn của mọi thứ năm nay thì có các sao như là sao tiểu vận, có sao cố định như là thiên quan, quốc âm, tử phù, tướng quân, lâm quan, kiếp sát, triệt, cung xung chiếu. Có các sao cố định là trực phù, phục binh, thiên không, nguyệt đức, tuyệt. Có nguyệt đức thì cũng đỡ ha. Cung nhị hợp có các sao thiên mã, thiên phúc, dương phù, tan môn, thiên khôi, hỷ thần, cô thần. Bệnh có sao cô thần tức là cô đơn có chia ly gia đình đó. Có sao tan môn là có sao nhà có người thân trong gia đình có tan, nhưng mà tan môn này nó lại như cái gì dương phù thì cũng không đến nỗi nào. Cung tam hợp thì có sao định là lộc tồn, phúc đức, bác sĩ, dưỡng, thiên đức, hồng loan, đào hoa, thiếu dương, bệnh phù, tử, địa vọng. Chiếu theo mà các sao mệnh như trên á, thì có thể thấy là Giáp Dần năm nay là có rất là nhiều sự thay đổi trong công việc làm ăn, và thay đổi đó là thay đổi tốt ha. Tuy nhiên cái sự thay đổi đó không mang tới cái sự thành công trong năm nay liền, mà là phải sang năm. Thí dụ giống như là bây giờ thay đổi cái gì đó, thay đổi cái việc làm thì phải năm tới mới là năm thu tiền, chứ phải năm nay là năm thu tiền. Tại vì năm nay mình còn tam tai mà ha, rồi không có sao đại hao, tiểu hao chiếu mạng thiệt. Nhưng mà có những cái sao như là cô thần, bệnh này, tàn môn này, những sao sao chủ không xấu chiếu vào mình, cho nên là không có được tiền tài như năm nay. Về phương diện mà công việc làm ăn ấy, thì năm nay thật là nói là tốt về sự chuẩn bị, sự khởi đầu thôi, chứ không tốt cho cái việc mà gọi là thu tiền, làm việc trong năm nay. Năm nay hạn tam tai thì mọi công việc nó vẫn còn đều rất là bất lợi cho mình. Rồi đó, phương diện tình cảm của năm nay thì có lộc tồn, thiên đức, phúc đức, hồng loan, đào hoa, thiên hỷ cùng chiếu mệnh trong năm nay. Thì có thể nói là năm nay về mặt tình cảm có nhiều cái sự biến chuyển, có thể buồn ở đầu năm, nhưng mà cuối năm thì mình sẽ có được nhiều sự hỷ sự. Nhưng mà nếu như tình cảm vợ chồng mấy thì năm nay có gây gỗ đó, nhưng mà cuối năm mình vẫn là một cái gia đình khăng khít hạnh phúc. Rồi còn mà là như đã nói, tiền bạc năm nay có đầu tư thôi chứ còn chưa có thu lại, cho nên là muốn thu lại thì chờ tới năm tới mới thu lại, cho nên là không có quá khó khăn cho các anh ha. Tuy là sao Thái Âm đó, nhưng mà tại vì mình vẫn còn nằm trong tam tai, và mình nằm ở trong mệnh kỵ của mệnh và tứ tuyệt ở trong mà tuổi Dậu với tuổi Dần, cho nên là mình vẫn không có được cái sự có tiền bạc ha. Thì để xét thì có những cái tháng, đây là những cái nghiên cứu riêng của mình, đó là sách vở. Thì đối với Giáp Dần Nam á, thì 6 tháng cuối năm này nó cũng có những cái không có hay, và có những cái cũng tương đối tốt. Tuy là thí dụ như là tháng này nè, tháng Mùi là tháng Thủy, thì về hành Thủy là tháng Mùi thì nó không có tháng Mùi thì không có xung với mình, không có bình hòa với mình, và tháng Thủy nữa, cho nên mình nghĩ rằng là tháng này và tháng trước là hai tháng các anh có tiền làm vững chãi. Thủy mà đại khê Thủy gặp Thủy thêm nữa thì thủy càng thêm Thủy mà thì nó sẽ tốt, đúng không? Nhưng mà tháng sau á, là tháng Thân. Tháng thân là tháng Mậu Thân là tháng Thổ, tháng Thân là tháng Xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên là tháng Xung. Tháng Xung của mà gặp luôn là gặp Thổ, mà Thổ nó gặp Thủy thì tháng 7 là tháng có thể nói là tháng xấu nhất của Giáp Dần Nam năm nay. Tại vì của Giáp Dần luôn chứ không phải là của riêng nam nữ. Giáp Dần thì vì là tháng 7 các anh là bản mệnh đã không tốt rồi, bản mệnh là bản mệnh khác với lại bản mệnh khác với nạp ăn ngũ hành, cho nên là năm cái tháng 7 này nó rất là nặng nề. Nó sẽ có nào là bệnh tật này, tan môn, nào là những cái sao xấu nó đều hiện thị rất là tốt trong cái tháng này. Thái âm của chúng ta sẽ bị yếu đi vì bản mệnh và cái địa chi của tháng với tuổi chúng ta xung khác nhau, cho nên là tháng này các anh cực kỳ cẩn thận dùm em, vì nó sẽ xảy ra rất là nhiều điều. Và nhất là tháng này đừng nên đầu tư cái việc gì, tốt nhất là để tháng khác hãy đầu tư, đừng cho ai mượn tiền và nhất là đi đường cẩn thận, tại vì tháng này có sao bệnh chiếu vào người các anh, thì các anh phải để ý về việc đi xe, đi đứng rồi này kia. Ba quạt sẽ có tháng 7 ha, tức là còn hơn gần 20 ngày nữa là mình bước qua tháng 7. Tháng 8 là tháng Kỷ Dậu, tháng Kỷ Dậu của năm Dậu, mà tháng đó là tháng tứ tuyệt của mình. Dậu là địa chi Dậu với Dần là tứ tuyệt, cho nên là tháng này cũng không có tốt lành gì. Hai tháng, tháng 7, tháng 8. Tháng 8 dù để ví dụ giống như mình nói về toán học đi, mình đi xuống rồi mình phải đi lên, thì tháng này là tháng 7 là tháng xuất cực điểm của tử vi Giáp Dần, thì đi lên thì nó cũng phải có thời gian, thì tháng 8 nó cũng là một cái mới bắt đầu lên thôi, cho nên gọi là nó mới hửng lên thôi, cho nên nó vẫn là tháng xung của anh chị, tháng xung của nam, cho nên là cũng cẩn thận trong việc làm ăn, coi chừng hao tài. Tháng 9 thì tháng Kim, tháng Canh Tuất, là tháng hợp. Tháng này anh chị sẽ bắt đầu làm ra tiền rất là nhiều, tại vì Kim sinh Thủy ha, mà Tuất Dần Ngọ Tuất là tam hạt, cho nên tháng này là bắt đầu tháng mình thu vô ha. Tháng Hợi, tháng Hợi tuy là tháng xung với tháng Dần, tức là Dần Thân Tỵ Hợi, nhưng mà là tháng Kim, thì Kim mà sinh Thủy, bản mệnh của mình được họ hỗ trợ, cho nên là mình sẽ không sợ gì, mình vẫn có được cái tần suất của cái việc là mình đang đi lên, mình không sao. Tháng Tý cũng ok, tháng Tý là không có gì rồi. Qua tức là qua được tháng 7, tháng 8 thì các anh chỉ để ý tháng 9 là việc tháng 9 là tháng xung thôi, nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà các anh chị cẩn thận nhất, là vẫn tháng 7 và tháng 8 thì là về tiền bạc, nhưng mà tháng 7 là về bệnh tật, xe cộ, tai nạn, mọi thứ, cho nên là mọi thứ cẩn thận ha. Còn những tháng sau đó là những tháng chiến thắng của mấy em. Chỉ có tháng Tân Hợi chút là nhỏ thì gọi là mình qua cái ổ gà, nhưng mà ổ gà này nhỏ lắm, mình dễ xử, mình có thể vượt qua được. Hy vọng là đây là những cái chia sẻ, những cái dự báo về tuổi Giáp Dần 6 tháng tới, Giáp Dần nam 6 tháng tới. Các anh có được những cái thông tin để ứng dụng cho tốt, và để xem coi chị nữ thì như thế nào. Các chị nữ của tuổi này thì năm nay thì không được may mắn như các anh nam. Tuổi này năm nay là có sao Thái Bạch, chủ về hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá, chủ về ốm đau bệnh tật xấu. Rồi hạn thì thiên la là bệnh rất là quái kỳ, quỷ ma quấy phá, làm ăn thì nó cứ ba trật ba vụ. Tại sao Thái Âm mà gặp hạn thiên la thì thật sự là không tốt lắm rồi. Vận niên thì vẫn như các anh nam, hầu thực hỏa thì ok. Thủy gặp năm hỏa là xấu. Dần gặp dậu là tứ tuyệt, chủ về sự chia ly, sự mất mát. Thiên can giáp gặp đinh, chủ hao về tiền tài tốn của. Thì như nói không, sao Thái Bạch là một đại hạn của một con người, mà năm nay gặp sao Thái Bạch mà toàn những cái xấu nằm ở trong đấy. Sao Thái Bạch nè, thiên la nè, rồi thủy gặp hỏa nè, dần gặp dậu là tứ tuyệt nè, chia ly đau khổ nè, rồi hai giáp gặp đinh là sanh xuất, chủ hao tiền bạc. Thì gần như là có một cái năm khá là không có nhiều cái sự may mắn ở trong này. Thì hướng của năm nay là chiếu theo ngũ hành âm dương chiếu, thì năm nay là năm bại địa của tuổi Giáp Dần nữ. Cung tam hợp thì có các sao là Lộc Tồn, Phúc Đức, Bác Sĩ, Dưỡng, Thiên Phúc, Hồng Loan, Đào Hoa. thiên dương, bệnh phù tử địa vọng cũng giống như nam, có được mấy cái sao tam hợp khá tốt. Theo như vận đoán vậy thì Giáp Dần nữ năm nay là rất là nhiều sự biến động trong công việc làm ăn, chủ yếu là tốn tiền, và năm nay là năm không có thấy khỏe mạnh, bệnh hoạn nó tới rồi, va quệt rồi chảy máu, nhiều khi làm bếp cái song không nó cũng chảy máu nữa. Năm nay là năm làm ăn không được tốt với tuổi Giáp Dần nữ, năm nay dính hạn tam tai, cộng với lại chưa kể năm nay là dính vô tam tai Thái Bạch tam tai, thì thật sự là các chị năm nay nói một cái gì đó mà gọi là kiếm được tiền thì mình nghĩ là chắc không. Năm nay không tốn được nhiều tiền là phước đức rồi ha. Năm nay là một năm rất là xấu đối với Giáp Dần nữ. Phương diện sức khỏe là cẩn thận chú ý về dao kéo hay các vật sắc nhọn làm bị thương, và cẩn thận nhất là việc đi đứng đường xa, cho nên năm nay là đừng nên đi xa. Thì đó là những cái mà chung chung về mọi thứ. Thì như đã nói ở trên thì em sẽ có luôn cái phần mà từng tháng. Thì năm nay tuy là 6 tháng Bạch, nhưng mà 2 tháng 6 vừa rồi là 2 tháng Thủy và 2 tháng Mùi. 2 tháng Mùi thì khá lành với lại Giáp Dần nha. Giáp với Đinh tuy là sinh xuất, Giáp với Đinh sinh xuất thật, nhưng mà đều có cái là các anh chị làm mạnh thủy, thiên can của tháng có sinh xuất ra, nhưng mà thủy với thủy thì nó là thêm thủy, cho nên là cái việc của tháng 2 tháng này thì nó đỡ hơn những tháng vừa rồi, đỡ hơn những tháng 3, tháng 4, tháng 5 luôn ha. Nhưng mà tháng 7 cũng vậy, tháng 7 là thật sự mà nói là nếu như tháng 7 năm nay hội tụ tất cả cái xấu của Giáp Dần thì nữ thì càng xấu hơn nữa. Tháng 7 tháng 8 như đã nói của ở bên Nam thì tháng 7 tháng 8 này là tất cả cái xấu của năm này và của cái tuổi này nó sẽ dồn vào đây. Và như các chị thì các chị gặp cái này tam tai, Thái Bạch, thiên la, đúng không? Thủy và hỏa khác nhau, địa chi Dần gặp Dậu tứ tuyệt, thì tất cả cái xấu nó đều dồn vào cái tháng 7 này và kéo qua tháng 8. Cho nên là các chị làm ơn tháng 7 này đi chùa nhiều một chút ha. Tháng 7 cũng là tháng cô hồn nữa, cho nên là khi sau mình bổn mệnh mình nó xấu thì các chị đeo vật phong thủy hoặc đi chùa tụng kinh thôi. Tháng này tụng kinh là tốt cho cả hiếu nè, mình đi tụng kinh luôn 15 ngày đầu đi để gọi là nó vượt qua cái sự khó khăn. Thật sự mà em nói là đây là một cái cảnh báo rất là rõ ràng và xấu, trong này có cả cái sao tử phù nó đi theo anh chị, cho nên là nó chiếu mạng bên trái của anh chị, cho nên là các chị cẩn thận dùm em của tháng này ha. Và em nghĩ rằng đó là với cái phước đức có được cái tuổi Giáp Dần hay làm chuyện phước hay làm chuyện đức lắm, cho nên là đi đọc kinh nữa thì em mong rằng là các chị sẽ vượt qua tháng hạn nhất của năm này của mình, của năm đại hạn Thái Bạch của mình. Cũng như trên thì tháng 10 thì do cho các chị là sao xấu, mệnh xấu, đủ cái xấu nó chiếu lên người của chị, cho nên các tháng 10 của các chị cũng phải cẩn thận hơn các anh nam. Đây là những cái thông tin mà của em chia sẻ về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Giáp Dần, một trong những cái tuổi nữ của năm nay thật sự là không tốt, cho nên là các chị cẩn thận. Và mong rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp được các chị vượt qua sự khó khăn và an toàn đi đến hết cái năm đại hạn Thái Bạch của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái clip chia sẻ vào tuổi Giáp Dần khác. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh và like, chia sẻ cho nhiều người cùng biết để vượt qua khó khăn của năm này. Bye bye, hẹn gặp lại.